dịp này dạy cho con mình cái bài học đời là cái con đường đời nó có rất là nhiều thử thách và gian nan. 1.000 km là quãng đường mà giáo sư Trương Nguyện Thành và con trai dự định sẽ hoàn thành bằng xe đạp. Takara Trương, con trai của giáo sư Thành, đang là sinh viên năm thứ 3 ngành chế tạo gửi bấy, trường Đại học Utah, Hoa Kỳ, nơi bố anh làm giáo sư trong nhiều năm ở Mỹ. Takara Trương không biết tiếng Việt và những lần hiếm hoi được về Việt Nam cũng là dịp để anh khám phá nhiều hơn về quê hương của bố. The country is very beautiful. I love the country a lot. Especially biking through and seeing all the various sites, the villages. I was able to complete the 10K up the, I forgot what the hill is called. Hai Vang, yes. Without stopping. I was able to conserve my energy and keep going. And at the end of it, I felt so much happier because I was able to complete my initial objective, which is to just keep biking. Đứa con học được cái bài học đó là cái quan trọng là cái mình đi ở tốc độ của mình và mình đặt những cái mục tiêu cho cái cuộc đời của mình và mình đạt lấy nó. Mình không cần phải thắng ai, mình chỉ cần thắng chính bản thân mình thôi. Trong thời gian ngắn ở Huế, bố con giáo sư Thành đã khám phá một số địa danh nổi tiếng ở cố đô. Đặc biệt, giáo sư Thành đã dành một buổi diễn thuyết nói chuyện với hàng trăm bạn trẻ ở Huế với chủ đề Dám ước mơ, dám thất bại. Nó có những cái thử thách của nó và nó có những cái cơ hội của nó. Thầy trả lời thẳng cái câu nói của thầy cho em nói ngụ ý nhưng mà thầy sẽ trả lời thẳng. Đừng nghĩ rằng là bạn sẽ tới Mỹ hay Canada hay Úc mà bạn nghĩ rằng là bạn sẽ có những cuộc sống dễ dàng. Nó sẽ có những cái thử thách khác. Bạn ở trong môi trường hoàn toàn xa lạ, cái văn hóa hoàn toàn xa lạ, cái ngôn ngữ hoàn toàn xa lạ, những cái thử thách, những cái suy nghĩ của họ hoàn toàn khác với những cái gì. Bạn có đủ khả năng để mà thích nghi nó hay không? Đó là những cái thử thách khác lớn. Cái thứ hai, bạn sẽ phải tranh đấu với những người trong bản xứ là bạn phải làm giỏi hơn họ gấp 10 lần để bạn được cái vị trí của họ. Chúng tôi biết bạn có nhiều lựa chọn và chúng tôi luôn là sự lựa chọn tốt nhất. Đăng ký kênh YouTube Báo Thanh Niên để cảm nhận nhịp thở xã hội đầy màu sắc trên màn hình của bạn.